hành trình kết nối những trái tim, chuyến đi trải nghiệm thực tế của 4 chàng trai và 3 cô gái. 7 thành viên với những cá tính khác nhau sẽ xoay sở thế nào khi lịch trình sẽ do chính các bạn quyết định. Cảm xúc chân thật, không khí sôi động, màu sắc hài hước, ấm áp nhân ái. Hành trình kết nối những trái tim, hành trình đầy chất trẻ, chứa tràn tình bạn, tình anh em, tình yêu đôi lứa. Hãy lên chiếc xe màu hồng để khám phá những bí ẩn trong cuộc đời người ít được trải qua. Hãy đến với hành trình để trải nghiệm cuộc sống và tìm cho mình một nửa trái tim. Chào mừng quý vị, xin chào mừng tất cả các bạn đến với chương trình Hành trình kết nối những trái tim. Và bao giờ cũng thế, chúng tôi được ngồi đây để chúng tôi cùng với quý vị và tất cả các bạn, chúng ta theo dõi những tình tiết trong hành trình, chúng ta cùng đến với những tính cách khác nhau, với những mối quan hệ khác nhau và đặc biệt là tình yêu của các bạn. Từ lúc chớm nở cho đến khi các bạn tỏ tình, có người về, có người không về, nhưng hơn bao giờ hết các bạn được trải nghiệm và có những tình yêu đích thực. Và bên cạnh tôi, đó vẫn là Chí Thiện, một người đã trở nên vô cùng quen thuộc. Và dù mới xuất hiện trong chương trình Hành trình kết nối những trái tim nhưng luôn để lại những ấn tượng vô cùng sâu sắc, đó chính là Tường Vi. À, vâng, thưa quý vị và các bạn, không chỉ có ba người đang ngồi trước máy thu hình đây mà chúng ta còn gặp lại các cựu thành viên trong chuyến xe hồng của chúng ta. Vâng, đây chính là các cựu thành viên của chúng ta. Cùng đông đảo rất nhiều các khán giả, những người yêu mến chương trình Hành trình kết nối những trái tim. Còn bây giờ đã đến lúc chúng ta tiếp tục theo dõi chương trình. Nào, xin mời. Ở đây thì view rất là đẹp, phòng cũng tạm được. Tính theo thẳng gì đó hay nói thôi chứ cũng có gì. Thì anh không nghĩ gì hết. Theo dõi với đứa mình đó. Có chuyện gì lên kính không? Nói chung là cái tâm trạng đó thôi, nó thời tiết mà gọi là đi theo bữa ăn mà. Em cũng nghĩ là nếu mà giống nhau quá thì làm sao mà tới nhau được. 7 thành viên đang trong những ngày trải nghiệm và khám phá tại Lòng Sác, Đông Bắc Thái Lan. Đậu Phộng vẫn dậm chân tại chỗ trong chuyện tình cảm của mình. Tình cảm của Alex hướng về nắng đang lớn dần. Nắng phát đến heo gầy những tín hiệu bí hiểm, nhưng cô nhận lại là những tình cảm bí ẩn không kém. Giữa vẫn âm thầm đi bên Alex, Cứu vẫn một mình, mặc dù rất tích cực trong các hoạt động trải nghiệm. Tắc Kè vẫn vui tươi bên cạnh các thành viên, dù chưa được chàng trai nào để ý. Câu chuyện tình cảm của 7 thành viên sẽ diễn biến thế nào? Mời các bạn cùng xem. Bảy bạn trẻ đang trong những ngày trải nghiệm tại nhà chú Nói ở vùng làng quê Tàn Điêu, Lòm Sắc thuộc tỉnh Phetchabun, Đông Bắc Thái Lan. Chiều hôm ấy, khi trời vừa tắt nắng, 7 thành viên được chú Nói chủ nhà hướng dẫn cách chăm sóc vườn rau trước nhà. Công việc khá là đơn giản, nhưng không hiểu sao chồng chú Nói có vẻ không yên tâm lắm khi giao vườn rau cho 7 bạn trẻ. Đơn mà. Đơn mà. Gần như cả buổi trưa nay, nắng luôn bên heo gầy. Nhưng đến bây giờ, lại thấy cô lại ở bên chàng trai này. Hình như nắng có điều gì muốn nói với Alex. Vậy nếu như mà Alex có tình cảm với một người, nhưng mà nếu như người ta phải về, còn Alex thì vẫn muốn đi hết Thái Lan, thì sao? Tôi muốn đi hết Thái Lan thì khi mà có người đấy cùng thôi. Nếu như mà Alex mà không đồng ý á, thì có thể tôi làm người đó cũng chưa gì buồn đó. Nếu như mà đồng ý á, mà Alex không thương người ta thật là Alex đồng ý thì sau này sẽ làm người ta buồn. Chắc chẳng có chuyện đó xảy ra. Không có gì là không có. Với anh không có tình cảm để tỏ tình mà để đi về thì mà anh về thì chắc là không có đâu. Có tình cảm anh còn. Nên anh không về cùng, cũng không có tình cảm. Trong chuyện tình cảm anh rất rõ ràng. Đấy, khi mà về mà lại không có tình cảm càng khổ hơn. Ôi chết rồi, chuột rút. Từ, chuột rút. Sao không? Từ, chân. Chân. Không rồi, đỡ rồi. Được rồi. Trừ công việc còn đâu là
anh sẽ tập trung vào công việc nhiều hơn. Thế còn em, khi mà có một người tỏ tình với em mà em quyết định sao? Tất nhiên là không rồi. Thế còn cơ sở lời hai? Cũng còn tùy, tùy người, tùy thời điểm. Nếu như mà không có việc gì mà quá thì mình thuyết phục người ta đi chung với mình. Còn nếu như mà không thể được nữa thì mất thôi. Có hai người chứ? Ừ. Cái người ít tình cảm hơn ấy. Với em cũng có tình cảm với người ta. Ừ. Nhưng mà người ta ít tình cảm hơn. Ừ. Mà em cần phải về. Thì em quyết định sao khi người đấy tỏ tình? Trước những thông điệp nắng gửi tới, xem ra anh chàng có tính trẻ con này cũng phải suy nghĩ. Các bạn có biết là các bạn có để ý cái mấu chốt câu chuyện vừa rồi là ở đâu? Theo Thiện thì sao? Thì anh ấy Alex là muốn đánh tiếng cho Nắng là nếu mà anh tỏ tình thì sao? Uh-huh. Ý là muốn thăm dò ý kiến của cô ấy như thế nào, tại vì cô ấy đã đang nói rằng là nếu phải về đấy. Nếu phải về. Bây giờ Alex đang muốn cái gì suy nghĩ nó đột phá một tí đó. Tại vì thấy nó cứ lằng nhằng như vậy hoài và mọi chuyện nó cứ chậm như vậy hoài sẽ mất. Thế còn Tường Vi sao? Em thấy là như là hơi còn hồ nghi ấy, cho nên là không có nắm chắc phần thắng về phía mình. Nhưng mà vẫn muốn có cái trường hợp an toàn, cho nên là vẫn thử xem nếu thì. Nhưng mà ảnh cứ nếu thì hồi em nghe em nhức đầu quá. Em nghe không có cái gì mà rõ ràng hết á. Tôi thấy ở câu chuyện của hai bạn này có hai điểm rất là quan trọng. Điểm thứ nhất là không có lý do gì để cậu Alex cậu bị chuột rút lúc bấy giờ cả. Đang cầm vòi nước tưới có phải làm gì vận động mạnh đâu mà chuột rút. Điểm thứ hai ấy, là nếu tưới rau kiểu này thì chỉ có tốn nước mà không đạt hiệu quả, năng suất và chất lượng. Chính vì vậy là tôi tiếc cho nhà bác nông dân rất là tốn nước. Có cái việc hai bạn về lúc nào thì chúng ta cũng chưa thể biết được, bởi vì đấy là Nắng nói một câu mà tôi cho rằng cũng rất quan trọng. Điểm này là điểm 2. Đó là tùy vào người đó là ai, tình cảm và thời điểm. Không vướng bận chuyện tình cảm, anh chàng Khiếu rất hợp với các hoạt động trải nghiệm như thế này. Ở đây. Trong suốt thời gian Alex và Nắng bên cạnh nhau, có vẻ như heo gầy rất vô tư. Nhưng rồi, đến lúc này heo gầy mới bày tỏ suy nghĩ của mình. Cái tính trẻ con nhiều khi nó cũng hay mà nhiều khi nó cũng vớ vẩn lắm. Không bỏ em cũng nói. Giống như là cái lúc mà anh nhớ mấy lần anh hay đi với Nắng này nọ kia, lúc nào cũng chen vô giữa là lại vậy á. Cái kèo cũng ghét cái đó lắm. Cái kèo nó hơi sợ. Là như vậy, đang đi cứ phải chen vô giữa. Chen vô giữa. Cái kèo bức xúc cái chuyện đó lắm. Mà nhiều lần rồi, thậm chí ngồi ghế xe này nọ kia. Tự nhiên chính vì những cái điều đó làm cho anh mất tự nhiên luôn. Nhưng mà cái gì nó cũng có một cái giới hạn của nó chứ đâu phải lúc nào cũng vậy được. Cái gì của mình là của mình thôi, chứ đâu có phải là mình chăm suốt cả ấy mà theo người ta được. Với lại là hai người, người Thành phố Hồ Chí Minh, người Hà Nội nữa chứ. Thì sao? Tại sao Sữa lại nói như thế? Lẽ nào cô bé vẫn còn hướng đến Alex? Nhưng trong nhật ký của Sữa mấy ngày gần đây đã không nói đến Alex nữa. Không chỉ có Sữa mà cả cô gái này cũng đang rơi vào tình trạng tương tự. Mình thấy cô đơn và nhớ nhà. Trong khi tất cả các thành viên đều xong việc thì Alex vẫn chăm chỉ tưới. Xem ra vườn rau chú nói hôm nay đã được một bữa no nê nước. Alex quả xứng danh là chàng nông dân chăm chỉ. Em có điểm không tốt đấy, đúng không? Tất nhiên. Thì tất nhiên lúc mình nghĩ rồi chứ có khi mình hối hận.
đấy là chút thoáng qua, đấy là điều tất nhiên phải nghĩ thế. Nhưng mà cuối cùng thì rút cho cùng lại thì không phải thế. Thế là nắng có cái sự quyến rũ. Nhìn nắng đã toát lên một cái vẻ rất là nữ tính. Rất là nữ tính. Hình như là cả bốn bạn nam đều hướng về nắng. Vì như tôi nói ở tập trước rồi, nắng luôn tạo ra cơ hội để cho các chàng trai chứng tỏ mình. Vậy là lỗi ở nắng. Không phải lỗi. Nắng đưa ra những tín hiệu nhầm. Mà đây là điểm tốt mà. Không có tốt, em thấy vậy là không tốt. Cần phải phát huy chứ. Không thích người ta thì sao đưa tín hiệu người ta là gì? Có một theo em nha. Có khi mà người ta cảm thấy là muốn trở thành tâm điểm và muốn được cái sự nổi bật thì người ta sẽ tạo mọi tình huống để cho mọi người chú ý mình. Bất kể là mình có thích người ta hay không, nhưng vấn đề là người ta thích mình là mình đã thích rồi. Em nghĩ là cái vấn đề mấu chốt là do bốn bạn nam chứ không phải là do một mình bạn nắng. Bạn nắng tạo ra cơ hội, nhưng mà nếu mà bốn bạn nam không có ngộ nhận thì đâu có xảy ra cái chuyện gì. Ủa tại sao con gái lại làm chúng tôi ngộ nhận làm gì? Tại vì mấy anh là đàn ông. Đàn ông là phải ngộ nhận à? Con gái người ta có quyền chứ. Đàn ông nó quan trọng lắm. Rồi ôi, đàn ông. Cái kiểu mà khi mà vừa thấy có một tín hiệu vừa phát lên là cứ nhắm nhầm đi vào, hy vọng mà nó là nửa của mình hả? Đúng rồi. Đồng ý với Tường Vi đó. À, ý là như vậy đúng không? Vậy tại sao mà thôi, kệ thắc mắc hoài, tại sao phụ nữ lại bắt chúng tôi phải ngộ nhận làm gì thế? Không thích thì nó không thích, thích thì nó thích. Ồ thì ai khiến bạn ngộ nhận? Riêng tôi còn lâu tôi mới ngộ giận. Ai biểu không tỉnh táo? Đúng rồi. Đây là đàn vịt của nhà chú nói. Sáng mai, nhà chú sẽ bán đàn vịt này. Nhà chỉ có cô con gái lớn và cậu út con bé, nên chú đã nhờ ngay các thành viên bắt giúp đàn vịt. Chú hứa, nếu bắt được hết đàn vịt, 7 thành viên sẽ được chú thưởng cho một con vịt cho bữa cơm tối hôm đó. Và thế là các thành viên tích cực hẳn lên. Xem ra công việc bắt vịt cũng không dễ dàng như các chàng trai nghĩ. Hơn nửa giờ bắt vịt dưới ao, chỉ thấy Khíu và Alex. Không hiểu heo gầy và đậu phộng đang làm gì. Có vẻ như chiến thuật bắt vịt trên cạn của đậu phộng lại có kết quả tốt hơn. Đến gần tối, các thành viên nam mới bắt được có vài chú vịt. Nhưng rồi chú nói cũng thưởng cho các thành viên. Với sự giúp sức của vợ chú nói, 7 thành viên và cả gia đình chú đã có một bữa cơm khá tươm tất, khá thịnh soạn. Khá nhiều lần, trong khi mọi người đang vui vẻ, đậu phộng lại rơi vào trạng thái này. Và cả những lúc như thế này nữa. Có lẽ cũng dễ hiểu vì gần như cả ngày nắng bị vây quanh bởi các chàng trai khác. Ngay cả khi có cơ hội bên nắng, đậu phộng cũng không nói được gì. Xem ra công cuộc đi tìm vợ của anh chàng 32 tuổi này sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Sáng hôm sau, các thành viên được chú nói đưa đi tham gia hoạt động của lễ hội Lord Krathom, một lễ hội đặc sắc của người Thái Lan. Lễ hội Lord Krathom, hay còn gọi là lễ hội thả đèn hoa, thường diễn ra vào tháng 12 theo lịch của Thái Lan. Mỗi nơi trên đất nước Thái Lan sẽ tổ chức lễ hội này vào những ngày khác nhau. Từ sáng sớm, người dân đã tổ chức những màn hát múa diễu hành khắp đường phố Lòm Sắc thế này. Thế là 7 thành viên háo hức tham gia. Giờ đàn múa hát trên đường phố, chú nói đưa các bạn đến nơi làm món khao thiếp, món ăn truyền thống không thể thiếu trong những ngày lễ hội Loạt La Thông. Gặp phải những trải nghiệm thú vị thế này, chàng Khiếu liền trở thành một con người khác, rất sông sáo và nhiệt tình. Thậm chí anh chàng còn kịp tìm hiểu rất kỹ những thông tin về món ăn này. Hình như đây là một cái món ăn mà truyền thống của người dân ở đây. Cái cách chế biến của họ rất là công phu. Họ làm theo từng giai đoạn, công phu lắm. Nhiều giai đoạn như là xào dầu nè, rồi nêm nếm, nè, có hạt đậu, có đường, các thứ vào đó. Cái này là một món ăn dùng để ăn với lại cơm hàng ngày. Vừa về đến nhà, chú nói tổ chức ngay cuộc thi nấu các món ăn Thái Lan. Có chai được. Có gì mới xám được đó. Còn nắng. Ra qua một bên. Sữa. Yeah.
Sau hơn 1 giờ đi chợ mua nguyên liệu để chế biến, các đội bắt tay vào cuộc thi. Dù là con trai, nhưng Khiếu lại nắm vai trò chủ đạo trong đội thi. Vì vậy công việc tắc kè xem ra khá nhàn hạ. Và dường như trong lúc thành thơ như thế, tắc kè chợt nghiệm ra một chân lý. Mình không còn thấy ghét và khắc với anh Khiếu nữa. Không còn xem anh Đậu Phộng như người ngoài cuộc nữa. Không ghét và khó chịu cái tính nổ, dẫn vô duyên và đôi khi quá đà của heo nữa. Mình biết cuộc sống cũng như những ngày trên hành trình, nó cũng như đồ thị hình xin, lên lên xuống xuống bất kể nắng mưa. Nhưng mà quan trọng là mình biết yêu thương bản thân mình và quan tâm mọi người thì rồi cũng sẽ luôn tìm được niềm vui. Trong cả lúc trời âm u mây tăm tối thui, sống chia sẻ niềm vui nhân đôi và nỗi buồn vơn nhiều hơn nữa mà.